mới nuôi heo á, thì tôi cũng chưa có cái máy này á, thì tôi cũng lấy cái bầm rau cho nó ăn. Tôi thấy cực quá, tôi mới lên trên mạng tôi coi, rồi tôi cứ mua được cái máy này này đem về, rồi tôi xay cho rau cho nó đỡ cực. Để nuôi được heo được 8 con heo, heo rừng, rồi bữa giờ nó đẻ được mấy 30 mấy con, rồi nuôi là rã bậy rồi. Thì tôi cũng lấy nước lèo ở mấy cái chỗ người ta bán hủ tiếu bún riêu rồi á, rồi về tôi xin rau ngoài chợ về tôi xay để cho nó ăn, cho nó đỡ cực chút xíu, để bầm rau cực quá. Ở nhà có nuôi chuối, có trồng chuối cây á, để cái đem vô cũng xay cho nấu cho nó ăn. Thì mai mốt đó, tôi tính chở về đất trên đây, chỗ này là của ông nuôi nhờ của ông ngoại, rồi vài bữa mới về đất nhà đặng mở rộng ra chăn nuôi thêm, nuôi vịt nuôi gà. Rồi lúc trước cũng có nuôi mấy trăm con vịt, rồi lúc này nước nó cạn rồi, nó khô, mùa khô nó cạn rồi không có nuôi nữa, rồi chỉ nuôi mấy con gà với mấy con heo thôi.